lại 5 giây ném rổ. Kỳ Quang. Bàn bóng ở cửa lưới của mình có Kỳ Quang, bóng đá vào rổ. Ngày mai điểm nữa cho các cầu thủ trong nhà ở bên kia Lê Quỳnh. À, cũng có 10 rất tốt để cho Kỳ Quang có một pha đột phá vào vùng bán rổ và lên rổ thành công. Và đột phá của Trương Sang Nguyễn.